Ở vòng chung kết U23 châu Á 2018, Nguyễn Quang Hải chính là ngôi sao số 1 của lưới U23 Việt Nam khi đó với 5 pha lập công. Tuy nhiên, hẳn không ít người hâm mộ cảm thấy bất ngờ khi chính Nguyễn Tiến Linh chứ không phải Quang Hải mới là cầu thủ được tranh chủ Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đánh giá là ngôi sao đáng xem nhất của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. Nhưng nhìn ở góc độ nào đó, suy luận của trang chủ AFC không phải không có cơ sở. Về cơ bản, với tài năng và kinh nghiệm trận mạc từ các lứa trẻ tới đội tuyển quốc gia, Quang Hải vẫn là đầu tàu, đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong chiến thuật của U23 Việt Nam tại giải đấu trên đất Thái. Nhưng khi mà những nhà chuyên môn muốn tìm ra một gương mặt nhân tố mới mẻ có thể mang đến nhiều cung bậc cảm xúc thăng hoa, người đáng xem nhất trong số các học trò trẻ trung của thầy Park xứng đáng là Tiến Linh. Xét về phong độ trên sân cỏ, Nguyễn Tiến Linh chính là tiền đạo đạt phong độ săn bắn ấn tượng nhất trong năm 2019 cùng các đội tuyển quốc gia Việt Nam. Anh phá lưới Indonesia và UAE trong khuôn khổ bảng G và World Cup 2022 khu vực châu Á. Ngoài ra, chân sút sinh năm 1997 còn có cho mình 6 bàn thắng, giúp U22 Việt Nam giành được tấm huy chương vàng lịch sử ở SEA Games 30. Đó là chưa kể hàng loạt pha lập công cho Becamex Bình Dương ở V-League, cúp quốc gia, AFC Cup 2019. Thứ hai, nó không ngoa khi cho rằng với Tiến Linh, lối chơi của các đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo cũng trở nên chuyển biến khó lường. Đã rất lâu rồi, bóng đá Việt Nam mới sở hữu một trung phong cắm chuẩn chỉnh đúng nghĩa, từ thể hình tới khả năng không chiến trong vị trí trên sân. Tại SEA Games 30, U22 Việt Nam tỏ ra cực kỳ lợi hại với những pha đánh biên sắc sảo, treo bóng vào vòng cấm và được kết thúc gọn gàng. Các pha lập công bằng đầu của chân sút sinh năm 1997 vào lưới U22 Thái Lan và U22 Campuchia đều là những tình huống bản lề mang tính bước ngoặt thay đổi cục diện trận đấu. Sự có mặt của Tiến Linh rõ ràng sẽ mang tới nhiều giải pháp hơn cho U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. Trong bối cảnh các đối thủ sẽ có nhiều phân tích hơn về chúng ta so với thời điểm cách đây 2 năm về trước. Mặt khác, sự khao khát thể hiện mình của Tiến Linh nhiều khả năng sẽ giúp chàng trai quê Hải Dương có một giải đấu bùng nổ. Từng là một trong những gương mặt ở thành phần U20 Việt Nam tham dự vòng chung kết U20 World Cup 2017, nhưng vai trò và tầm ảnh hưởng của Tiến Linh trong hành trình tới Hàn Quốc khi đó là khá mờ nhạt. Những Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Đức Trinh, Văn Hậu, Đình Trọng sau vòng chung kết U20 World Cup 2017 đều lập tức có sự chuyển mình đáng kể và dần trở nên quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam. Riêng với Tiến Linh lại là một chuỗi ngày vòng bóng ở cấp độ trẻ từ SEA Games 29, vòng chung kết U23 châu Á 2018 cho tới ASEAN 18, giải đấu mà Tiến Linh chỉ có mặt trong danh sách sơ bộ. AFF Cup 2018 mới là giải đấu quốc tế lớn đầu tiên của Tiến Linh trong màu áo các đội tuyển quốc gia dưới thời thầy Park, nhưng chỉ đến giai đoạn cuối năm 2019 với một loạt màn trình diễn ấn tượng tại các lượt trận vòng loại World Cup 2022 và mới nhất là SEA Games 30, giá trị của chân sút sinh năm 1997 mới được người ta công nhận. Giải đấu trên đất Thái Lan tới đây sẽ là vòng chung kết U23 châu Á thứ hai của một loạt các gương mặt sinh năm 1997 như Quang Hải, Tiến Dũng, Đình Trọng, Đức Trinh, Thành Trung. Nhưng với Tiến Linh, đó chỉ là lần đầu tiên. Rất có thể sự dồn nén bấy lâu nay về sự khẳng định bản thân sẽ là yếu tố then chốt mang đến động lực thi đấu hơn 100% phong độ cho Tiến Linh. Tấm huy chương vàng SEA Games mới đây là danh hiệu lớn đầu tiên của Tiến Linh trong màu áo các đội tuyển quốc gia. Nhưng khi mà tài năng đang dần được khẳng định, sân chơi U23 châu Á mới là nơi xứng tầm để Nguyễn Tiến Linh phô diễn, cũng như chứng tỏ vì sao mình là cầu thủ đáng xem nhất của U23 Việt Nam trên đất Thái năm nay. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.